Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và podcast của You Speak English. Video và podcast ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tất cả những câu mà chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng khi các bạn nhờ ai đó chụp ảnh cho các bạn. Chắc chắn đó là tất cả chúng ta đều có điện thoại smartphone hoặc là một cái camera nào đó. Chúng ta cũng đi du lịch rất là nhiều đúng không nào? Nhưng nhiều khi đó là chúng ta không biết nói một câu tiếng Anh như thế nào trong cái vấn đề đó là nhờ một ai đó chụp hình cho các bạn, khen bức ảnh mà họ vừa chụp xong, hoặc là mình nhờ người ta xem thử là hình này còn mờ, hình này thì rõ ràng rồi, hoặc là lấy cái kia làm background giùm tôi cái nhé, chụp giùm tôi chỗ này với nhé, thì mình không biết phải nói như thế nào đúng không nào. Nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả những cái câu mà nó liên quan tới chủ đề này, và chắc chắn đó là các bạn có thể sử dụng được ngay nếu các bạn ghi chép nó xuống, lặp lại nhiều lần và phát âm theo mình. Và dành cho những người lần đầu tiên đến với kênh của bọn mình, nếu thấy những video của bọn mình hữu ích, hãy lục lại, tìm tòi và xem lại các video khác mà mình đã làm. Bởi vì một tuần mình làm 2 video và nó xuất bản vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học này thôi. Ok. Câu số 1. Để mình chụp cho bạn một tấm ảnh. Let me take a picture for you. Let me take a picture for you. Let me take a picture. Nhớ nha, chụp hình cho ai đó. Take a picture for someone. Let me take a picture for you. Câu số 2. Tôi muốn chụp một bức ảnh với bạn của tôi. I would like to have a picture taken with my friend. I would like to have a picture taken with my friend. I would like, mình thấy mong muốn thì mình có thể sử dụng từ would like. I would like to do something. I would like to have a picture taken with my friend. I would like to have a picture taken with my friend. Câu số 3. Người ta chụp xong rồi mình có thể khen bức ảnh này đẹp quá, bức ảnh này rất đẹp. This photo is really well taken. This photo is really well taken. This photo is really well taken. Câu số 4. Bức ảnh này rất là hoàn hảo. This picture is perfect. This picture is perfect. This photo is perfect. Câu số 5. Ảnh có thể lưu giữ những ký ức đáng yêu của chúng ta. Động từ lưu giữ là preserve. Ký ức là memory. Pictures could preserve our lovely memory. Đáng yêu là lovely. Pictures could preserve our lovely memory. Pictures could preserve our lovely memory. Pictures could preserve our lovely memory. Câu số 6. Dung lượng của thẻ nhớ không đủ. Khi các bạn chụp bằng máy cơ chẳng hạn, thường là nó có thẻ nhớ đúng không nào? Thẻ nhớ được gọi là memory card. Vậy dung lượng người ta gọi là capacity. The capacity of the memory card is not enough. The capacity of the memory card is not enough. The capacity of the memory card is not enough. The capacity of the memory card is not enough. Câu tiếp theo. Bạn chụp giúp chúng tôi một bức ảnh nhé. Khi mình nhờ ai đó chụp ảnh ha. Can you help us take a picture? 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 Câu số 8. Pin của máy ảnh hết mất rồi. Pin là battery. Máy ảnh là camera. Và để mô tả cho sự cạn kiệt hoặc là hết một cái gì đó, các bạn có thể sử dụng tính từ là exhausted. The battery of the camera is exhausted. The battery of the camera is exhausted. The battery of the camera is exhausted. Câu số 9. Chúng ta đã chụp hàng trăm bức ảnh. We have taken hundreds of pictures. We have taken hundreds of pictures. We have taken hundreds of pictures. Chúng ta dùng hiện tại hoàn thành ở đây ha. We have taken hundreds of pictures. Câu số 10. Vui lòng lấy cảnh núi làm phông nền cho bức ảnh của chúng tôi nhé. Please give us the landscape of the mountains for the background. Please
Give us the landscape of the mountains for the background. Please give us the landscape. Landscape là phong cảnh. Of the mountains. Mountains là núi. For the background. Phong nền. Vậy thì các bạn có thể thay thế ở đây the landscape of something. Thay vì là cảnh núi non, hoặc cũng có thể là cảnh cánh rừng. Landscape of the forest. Hoặc là cảnh của ngọn thác, của landscape of the waterfall. Please give us the landscape of the mountains for the background. Please give us the landscape of the mountains for the background. Câu 11. Bạn để tôi thử chụp cho nhé. Could you give me a try to take photos? Could you give me a try to take photos? Could you give me a try to take photos? Câu 12. Bạn thấy tốt, bạn thật là tốt khi đã chụp ảnh giúp cho chúng tôi. It's so nice of you to take pictures for us. It's so nice of you to take pictures for us. Mình cảm ơn người ta đó ha. It's so nice of you to take pictures for us. It's so nice of someone là ai đó thật là tử tế tốt bụng. It's so nice of you to take pictures for us. Câu 13. Nào cười tươi lên đi. Mình sẽ ra hiệu cho ai đó khi mình chụp hình cho họ, mình sẽ dùng câu này. So, making a smile face. So, making a smile face. So, making a smile face. Câu 14. Bức ảnh chụp chung của chúng tôi bị mờ quá đi. Our group photo is too faint. Our group photo is too faint. F-A-I-N. Faint. Our group photo is too faint. Câu 15. Bức ảnh này tối màu quá. This photo is just too dark. This photo is just too dark. Tối quá. This photo is just too dark. Câu 16. Tấm ảnh này không giống cô ở ngoài đời. Chụp một đằng mà thấy người ta ở trong ảnh một nẻo ha. This photo doesn't do you justice. This photo doesn't do you justice. This photo doesn't do you justice. Câu 17. Tôi và vợ tôi muốn chụp chung một kiểu ảnh. I want a photograph of myself and my wife. I want a photograph of myself and my wife. I want a photograph of myself and my wife. Câu 18. Chúng ta hãy chụp ảnh chung nhé. Let's pose for a group photo. Tức là chụp ảnh cả nhóm đó. Let's pose for a group photo. Pose. Pose cũng có nghĩa là chụp ha. Let's pose for a group photo. Let's pose for a group photo. Let's pose for a group photo. Đó là toàn bộ 18 câu trong chủ đề tiếng Anh khi các bạn chụp ảnh, và đặc biệt là sẽ rất hữu ích với những người hay đi du lịch, đặc biệt là đi nước ngoài, đúng không nào? Hy vọng là với vài câu này sẽ giúp cho các bạn trong tình huống nào đó thể hiện được trên trình độ tiếng Anh của mình, nhưng nó chỉ có hiệu quả khi nào bạn viết nó xuống và lặp lại nhiều lần. Một câu như vậy các bạn có thể phải lặp lại tới 20 lần để có thể đi vào được trong tiềm thức đó. Với tần suất các bạn gặp lại nó càng nhiều thì các bạn sẽ càng thành thạo nó. Và hãy cố gắng nói to lên, phát âm ra. Nếu mấy bạn muốn nói được tiếng Anh, nhất định mấy bạn phải vượt qua nỗi sợ của việc nói tiếng Anh bằng cách hãy mở miệng, bắt đầu nói và nói to lên nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu thấy nó hữu ích, hãy comment bên dưới để giúp cho bọn mình có động lực làm thêm những chủ đề tiếp theo để giúp cho các bạn có thể sử dụng được tiếng Anh nhé.